Đây là những mẫu xi men mình mới nhận hàng mới về nữa các bạn. Đây là xi men cộng ly 8 và bản Nhật 4 ly nha. Đây, một bộ ly 8 gồm 7 chiếc nha. Bộ của nó thì gồm 2 chỉ 73 thôi. Tầm khoảng 8 triệu mấy, gần 9 triệu nha. Đây, rất có nhiều chỉ chạm, chạm chơi nữa các bạn. Còn đây là chạm kim cương nữa các bạn ơi, kim cương màu mới nè. Cái này mình có thể đeo một lúc 5 bộ hoặc 6 bộ thì nó sẽ đẹp nha, tại vì bản của nó rất là nhỏ, nó chỉ có bằng 2 chiếc này thì chưa bằng được 1 chiếc này. Chiếc này bản 4 ly. Đây, rất là nhiều luôn các bạn. Đủ ni luôn. 48, 50, 52. 48, 50, 52, 54, 56 luôn nha. Đây là xi men bản Ý nha các bạn. Bản Nhật chạm Ý nha, rất là sáng luôn. Một bộ gồm 7 chiếc, này bản 4 ly nha. Một bộ của nó là 6 chỉ, hơn 6 chỉ, gần 7 chỉ nha. Tầm khoảng 21 22 triệu các bạn. Một bộ này tầm khoảng 21 22 triệu. Đây có đủ ni đây. Này ni 50 này các bạn. Này 50. Này được 50. Còn đây là ni 52 nha các bạn. Cái này ni 52 này dành cho người tay trung bình đeo này. Này cũng 52. 50 luôn các bạn. Cái này ni 50. Cộng tròn, cộng tròn ni lớn. Rất là sáng luôn, một bộ nó tầm cỡ từ 8 triệu, 8 triệu tới 9 triệu các bạn. Đeo chừng 3 bộ tới 5 bộ là rất là đẹp luôn các bạn, nó rất là trẻ trung. Còn mấy bộ mà bạn đánh lớn thì dành cho những người lớn tuổi một chút xíu. Những bạn này thì người trung trung niên đeo sẽ sang hơn các bạn. Còn mình trẻ trẻ tuổi tầm hai mấy 20 tuổi thì đeo dạng bạn nhỏ nhỏ này nó dễ thương hơn. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Mình sẽ cập nhật mẫu mới hàng ngày luôn nha.